Thưa quý vị, trong thiên tai địch họa như vậy có những thứ chúng ta không thể lấy lại được. Đó chính là những đồng bào đã không may tử nạn, những chiến sĩ đã hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu giúp người dân hay những tài sản đã trôi theo dòng nước. Nhưng có một thứ không những chúng ta luôn luôn giữ lại được mà còn bùng lên mạnh mẽ hơn lúc nào hết trong khi khó khăn thế này, đó là tình người, tình đồng bào. Và trong những ngày vừa qua, chúng ta đã chứng kiến rất là nhiều những cái nghĩa cử cao đẹp với những công nhân ở khu vực phía Nam trong lĩnh vực cây xanh môi trường đô thị đã sẵn sàng lên đường để giúp đỡ cho Hà Nội, Hải Phòng, các đô thị phía Bắc có thể nhanh chóng dọn dẹp, thu dọn những cái cây đã bị đổ. Còn với các nhóm thiện nguyện thì đã chung tay huy động quyên góp những cái nguồn lực, đặc biệt là những nguồn lực thiết yếu. Ví dụ như là trong thời gian vừa qua thì chúng ta ghi nhận là có đèn pin này, đồ thực phẩm này, đồ đồ ăn này. Và có lẽ là bên cạnh lực lượng từ xa thì lực lượng tại chỗ cũng rất quan trọng, đúng không ạ? Dạ vâng ạ. À, và để giúp cho quý vị có thể hiểu thêm tình đồng chí, nghĩa đồng bào lúc này thì ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi hình ảnh của những đoàn cứu trợ ở tại tỉnh Yên Bái. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, khắp các địa phương trong tỉnh Yên Bái có mưa nhiều làm mực nước các sông suối lên cao. Đặc biệt bắt đầu từ chiều tối ngày 8 tháng 9 và rạng sáng ngày 9 tháng 9, mực nước sông Hồng dâng lên rất nhanh, gây ngập úng các tuyến đường Thanh Niên, Trần Hưng Đạo và nhiều điểm khác của thành phố Yên Bái. Tổ dân phố Hồng Thắng, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái lúc 23 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2024, lực lượng chức năng đã chốt chặn căng dây cảnh báo không cho người và các phương tiện qua lại trên các tuyến đường bị ngập sâu. Điện đã bị cắt đề phòng chập cháy khi nước dâng cao, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, dân quân với cano, thuyền cùng nhiều thiết bị khác nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hỗ trợ người dân chuyển đồ đạc đến nơi cao và di dời người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Alo, đội đến đâu rồi? Số nhà 139 là Thanh Niên nhá, có hai bác già có tuổi đang đợi, bây giờ đến tầng 2 rồi, không mở cửa ra ngoài được nữa. Người dân sống trên các tuyến đường chính như Thanh Niên, Trần Hưng Đạo và các tuyến phố Đào Duy Từ, Trần Nguyên Hãn, Lê Quý Đôn với diện tích lên tới gần 2 km² đều được rà soát, vận động thuyết phục hỗ trợ di dời tới nơi an toàn. Những kho hàng với hàng trăm tấn gạo, lương thực thực phẩm, quần áo hàng hóa đều được các lực lượng hỗ trợ vận chuyển tránh ngập úng. Từ sáng nay đến chiều nay và đến thời điểm bây giờ là chúng tôi đã kêu gọi từng loa, từng hộ người dân và tuyên truyền đến các nhóm Zalo của tổ dân phố là tập trung lực lượng là triển khai giúp người dân chuyển tài sản và vận động người dân là di chuyển tài sản trước khi mà bão lũ nước chưa dâng lên. Khoảng 200 người là người cao tuổi, người ốm yếu, người neo đơn, phụ nữ mang thai và trẻ em là những trường hợp được lực lượng chức năng cương quyết thuyết phục di dời để đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng. Đối với phương án của ban dân phường thì chúng tôi sẽ bố trí ở một số các điểm cao. Thì tập trung ở đây thì đối với nhà văn hóa tổ dân phố Hồng Tiến, rồi là bệnh viện 103, rồi trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC của tỉnh. Thì đây là những cái điểm cao và đồng thời là có cái các cơ quan đơn vị đã có những cái cơ sở vật chất sẽ hỗ trợ cho địa phương trong cái vấn đề là giải quyết những hộ dân mà khi di chuyển. Nước sông Hồng càng về sáng càng chảy mạnh và đang lên cao theo từng giờ. Các lực lượng chức năng ở đây có một đêm không ngủ căng mình trông mức nước, sẵn sàng giúp dân di dời triệt để, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.